Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Vững lòng tin không nghi. Lòng từ bi của Hòa Thượng thì bao la tận hư không biến pháp giới. Các đệ tử quy y của Ngài dù tốt hay không tốt, Ngài đều giáo hóa bình đẳng bằng lòng chân chánh của một sư phụ đối với đệ tử. Hòa Thượng kỳ vọng mỗi đệ tử phải chân thật tu hành đạo nghiệp, và nếu ai có thể liễu sanh thoát tử được, tức mới có bản lãnh. Hòa Thượng kể, lúc ở Đông Bắc, các đệ tử quy y tôi đều rất tin tưởng tôi. Nếu như có một hầm lửa ở đó, rồi tôi nói, chú nhảy vào đống lửa này thì sẽ thành Phật, tức sẽ có người nhảy vào lửa đỏ đó ngay tức khắc, hoặc nói, chú mà nhảy xuống biển thì sẽ giảng sanh thế giới cực lạc, tức cũng có người sẽ nhảy xuống biển liền. Nhưng tôi đã không nói như vậy. Tuy họ rất tin tưởng tôi tuyệt đối không làm những điều không có ý nghĩa như thế. Tôi cũng không khảo nghiệm họ như vậy. Lúc đó có rất nhiều người hoàn toàn tin tưởng tôi, không dám quỷ bán sư phụ một câu nào. Họ đều không dám, bởi vài lần trước đó đã có người hủy bán tôi. Về sau họ bị quả báo nặng nề, và họ chỉ còn cách cầu xin sám hối với tôi. Người tu hành phải có chánh tri, chánh kiến, và không nên khởi những tư tưởng không chánh đáng, không sanh tà tri, tà kiến. Nếu sanh tà tri, tà kiến, ma dương sẽ đến nhiễu loạn tâm tánh của các vị. Một khi có cơ hội, chúng sẽ khiến các vị phát khởi vọng tưởng điên đảo. Tà tri, tà kiến, việc rõ ràng là đúng, các vị cho là không đúng. Còn điều không đúng, các vị lại cho là đúng. Như quy y Tam Bảo là việc tốt, lúc bấy giờ các vị không những chẳng tin vào Tam Bảo, mà ngay cả sư phụ cũng không có lòng tin luôn. Khi ở Đông Bắc, tôi có một đệ tử lúc chưa bị tẩu hỏa nhập ma rất tin tưởng tôi. Sau này bị ma nhập, ma dương bảo chú đừng tin tôi, nên chú luôn thấy sư phụ làm việc này không đúng, việc kia cũng không phải. Do đó chú ta không tới chùa nữa. Ma dương này rất là đáng sợ. Sau đó chú ta phát khùng, cha mẹ chú không còn cách nào khác, bèn tìm đến tôi. Tôi đến phòng của chú chạy sang phòng khác, không dám nhìn tôi. Nói ông sư phụ này không tốt, chú không muốn gặp tôi. Tôi nhìn thấy cha mẹ của chú già cả rất tội nghiệp, nên tôi tìm cách hàng phục tên ma đó. Lúc chú ta tỉnh ra, chú nói, lúc con bị bệnh, người con ghét nhất là sư phụ, hễ thấy sư phụ là con phát nổi sân. Cho nên các vị phải cẩn thận một chút, đừng để cho ma dương có cơ hội. Nếu ma dương được cơ hội, ngay cả sư phụ cũng vô phương, không thể giúp đỡ các vị đâu. Tôi thấy rất nhiều đệ tử có tánh ỷ lại, tôi bảo họ tu hành, họ lại không tu. Người này nói, chúng con từ từ mới tu. Người kia nói, bây giờ con không có thời giờ. Đợi đến mùa thu Dân Quốc năm thứ 35, 1946, khi tôi rời khỏi Đông Bắc, có đệ tử viết thơ cho tôi rằng, người đó đó hồi trước không chịu tu, hiện nay tu hành rồi. Vì sư phụ không còn ở đây nữa, lúc sư phụ ở đây thì y lại không chịu tu. Ha ha ha, 问什么的说